Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Bình Thuận đã bắt tạm giam bị can Nguyễn Văn Nhật, 56 tuổi, để điều tra hành vi xâm hại người dưới 16 tuổi. Đối tượng này là giáo viên một trường tiểu học trên địa bàn xã Hùng Sơn, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận, đã xâm hại học sinh trong giờ học tại lớp. Vào ngày 27 tháng 4 năm 2023, trong lúc cho lớp làm bài tập, Nguyễn Văn Nhật đứng sau lưng một học sinh nữ, rồi cúi xuống thực hiện hành vi xâm hại. Đến tiết học sau, bị can thực hiện hành vi này một lần nữa vì sợ nên nạn nhân không dám phản kháng. khi về đến nhà, nạn nhân có biểu hiện đau rát bất thường nên mẹ gần hỏi mới biết sự việc. mẹ nạn nhân đã tố cáo đến công an. quá trình điều tra, cơ quan công an cũng xác định trước đó bị can nhật còn nhiều lần thực hiện hành vi tương tự đối với một học sinh nữ khác trong lớp.